Dạ vâng, Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em nha. Thì hôm nay bên em làm cái video tổng hợp báo giá một số sản phẩm đời Nhật Mỹ bên Nam Thành Quốc Hùng hiện tại đang có nha bác nhé. Để cho tất cả bác tham khảo, thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho Quốc Hùng. Vâng, và đi từ phía bên trong trước nha bác nhé. Bên trong từ trái ra phải đi. Đây. Thì đầu tiên tính từ dưới lên đó là một con Victor. Victor BS A300 nha bác nhé. Con này thì về thì không có cái nắp nhựa đằng trước nha. Đấy, không có nắp nhựa đằng trước. Con này thì thanh lý cho tất cả bác, giá rất tốt, giá 5 triệu luôn nha. Đấy, chạy 16 xô, công suất 300W trên kênh, 5 triệu nha bác nha. Đấy, điện 100V. Sản phẩm thứ hai, sản phẩm Ramsa 1400A. Ramsa 1400A, con này 400W trên kênh, chạy 16 xô, đi 100V. Con này thì hàng cũng còn cực kỳ đẹp nha, nguyên bản. Giá nó là 6 triệu nha bác nha, 6 triệu. Đấy. 1400A nha. Sản phẩm tiếp theo đó là sản phẩm Crest Audio CA9 nha. Đấy, Crest Audio CA9. Con này thì hàng em kiểm tra kỹ rồi thì nó có sửa chữa nha. Đấy, để lúc trước nhập thì không để ý. Sau mà tháo ra mở kiểm tra thì thấy nó có vài chấm hàng nha, vài chấm hàng ở trong mạch. Đấy, công suất là còn nguyên nha. Đấy, công suất còn nguyên, thanh lý cho bác luôn. Đấy, thanh lý cho bác giá 8 triệu, lỗ luôn rồi bác nha. Đấy, hoạt động hoàn hảo, điện 100V rồi các bác chơi. Đấy, còn xong bấm tiếp theo nữa là con BS Victor BS A7002, con này là lớn nhất nha, 7002. Con này rất đẹp. Đấy, nguồn xung công suất 700W trên kênh. Con này có giá là 10 triệu nha bác nhá. Giá là 10 triệu. Đấy, 7002 nha. Lên tiếp một em đời Mỹ đó là EV 1.0 KVD. Đấy, bao âm ly. Con này thì công suất là 300W trên một kênh, 8 ohm. Đấy, chạy nguồn xung. Con này điện 100V nha, điện 100V nha bác. Xin lỗi các bác, con này thì điện 230. Giá con này là 10 triệu nha bác nhé, giá là 10 triệu. Đó. Đó, tiếp một con đại hàng. Đại hàng là Inkep MA610. Con này thì đã giới thiệu cho các bác rồi. Đó. Con này thì có giá là 7 triệu rưỡi nha. Giá nó là 7 triệu rưỡi. Trên là con bot 1008 series 6 nha bác nhé, 1008 series 6. Con này thì điện là 230. Đấy, điện là 230 nha. Con này thì công suất là 700W trên kênh, chạy 28 xò. Con này giá 16 triệu này. Giá là 16 triệu nha bác nhé. Bot thương hiệu ở dòng này thì các bác biết rồi. Đấy. Con này là chạy điện 220, hàng của Korea, Hàn Quốc. Rồi, đó là dãy đầu tiên. Sang dãy thứ hai thì chúng ta sẽ có một con đời Nhật khủng nhé. Con này là con to B300D, con này cũng thanh lý cho quát luôn, giá 9 triệu rưỡi. 9 triệu 500 ngàn nha, giá thanh lý luôn nha. Con này chạy 20 sò Sanken Havit, công suất là 300W trên một kênh. Đấy, điện là 100V. Con tiếp theo là con BYCS 1200X, 900W trên một kênh. Đấy, 900W trên một kênh, hàng mấy cái nhiều ra, chạy 32 sò sách Motorola. Con này có giá là 13 triệu 700 ngàn. Đấy, điện là 100V nha, điện là 100V. Lên tiếp một con khủng long CVL MPA 1100 của Mỹ. Con này thì công suất là 1200W trên một kênh. Đấy, con này thì chạy 48 sò, điện là 230V, có giá là 18 triệu 500 ngàn. USX4000. Đấy, công suất 1200W trên một kênh, chạy điện 230, giá là 20 triệu. Giá là 20 triệu nha, con này là giá 20 triệu bác. QSMX1500A, hàng rất là đẹp nha. Con này thì công suất là 500W trên một kênh, chạy 24 sò, điện là 230V, giá là 8 triệu rưỡi. QSX1250 chi đó. Đấy, công suất là 400W trên một kênh, chạy 24 sò, điện 230, giá là 8 triệu rưỡi luôn. Đấy, hai con này giá đều là 8 triệu rưỡi, hàng đơn Mỹ nha. Rồi, qua bên này là con khủng long
đời chi xanh MX 3000A, công suất 1200W trên một kênh. Đấy, con này thì cũng có giá là 17 triệu, xin lỗi bác, 18 triệu. Con này giá 18 triệu 3000A nha, MX 3000A, hàng rất đẹp luôn. QSC ISA M1350, công suất 1200W trên một kênh, 4 ôm và 8 ôm là 800W. Con này có giá là 12 triệu 500 nha, 12 triệu 500, hàng QSC, hàng Mỹ nha. Đấy, một con QSC khác đó là con QSC 1700, QSC 1700, hàng Mỹ, xuất hàng thị trường Korea. Đấy, chạy 32 xà sách. Đấy, con này thì công suất là 375W trên kênh, 8 ôm, và con này có giá là 11 triệu nha bác nha, 11 triệu. Rồi, đó là tổng những cái sản phẩm đời Mỹ, Nhật bên em đang có. Ngoài ra thì còn rất là nhiều những dòng sản phẩm khác, nhưng cái lô này thì video này thì em lên cho tất cả bác bao nhiêu đây. Còn lô sau thì em sẽ lên tiếp thêm để cho tất cả bác xem sau. Đó, video tổng hợp báo giá nha. Thì các bác yêu thích được sản phẩm nào thì các bác lựa chọn thì alo cho em. Kết bạn Zalo qua số đuôi là 0366487077 hoặc 0393104049 nha. Zalo, Facebook qua số đuôi 707. Các bác xem kênh thì các bác ủng hộ kênh Thành Hoàng một cách nhấn vào chuông và nhấn vào nút đăng ký nha. Đấy, các bác có thể đăng ký qua kênh phụ của Quốc Hùng, cái kênh em vừa lập, kênh mới nha, kênh mới của Quốc Hùng, qua cái mục tìm kiếm trên YouTube. Các bác nhắn vào cái số điện thoại là 0393104049 thì các bác nó sẽ ra kênh của em. Các bác cũng nhấn vào chuông và nhấn vào nút đăng ký để đăng ký kênh đó nha. Rồi, các bác yêu thích dòng sản phẩm nào thì cứ nhấc máy liên hệ trong Quốc Hùng từng ngày ngân nha. Rồi, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video sau.